buổi ngày hôm nay em Trầm tiếp tục về thêm được một chiếc xe nữa. Chiếc xe mang tên là Honda City. Đời rất là cao, hẳn 2013 luôn. Xe biển Hà Nội các bác nhá. Xe biển Hà Nội, tên tư nhân chính chủ luôn, em mua của chính chủ luôn ạ, chứ không phải mua qua người khác nhá. Đăng kiểm của xe đến tháng 1 năm 2022 luôn. Vẫn còn rất là dài. Rất dài luôn các bác nhá. Một dàn ốp dày. Một dàn ốp của xe thì rất là dày rồi. Đấy, cụm đèn đầu đây, các bác thấy này. Cụm đầu của chiếc xe đời cao được thiết kế ra nhìn rất đẹp mắt luôn. Chiếc xe với động cơ rất là nhỏ các bác nhá. Bằng Vios, máy chỉ có 1.5 thôi. Thực ra là máy 1.49,7. Đấy. Như vậy gọi là 1.5 đúng không ạ? Vô cùng là tiết kiệm nhiên liệu trên chiếc xe Honda City này các bác nhá. Chiếc xe thiết kế ra từ hình thức bên ngoài cho đến nội thất bên trong của xe rất đẹp mắt. Các bác nhìn thấy này. Xe thì chưa có màn hình nhưng mà các bác về mình có thể lắp thêm nhá. Lắp thêm màn hình rất đơn giản thôi. Tất cả những con bu lông của xe này, những bu lông ốc vít eco của xe này, có thể vẫn còn chấm sơn, vẫn còn chấm mực, vẫn còn màu xanh, màu tím của nhà máy chấm vẫn còn nguyên luôn này. Những phần vách cửa xe thì nó hơi bẩn một chút là em chưa vệ sinh, có thấy này. Đấy, vẫn còn chấm dấu màu mực xanh đỏ tím vàng đầy đủ luôn. Đấy, nội thất đây ạ, nội thất của xe nhá. Chiếc xe được thiết kế ra một cái màu rất là đẹp mắt, gọi là màu lâu hồng, đúng không ạ? Đây, phía đuôi đằng sau của chiếc xe đây, em sẽ quay các bác xem sơ qua phần hình kích bên ngoài để các bác mình ngắm trước nhá. Sau đó thì sẽ mời các bác xem chi tiết được phần một sau. Đây, các bác xem. Lốp của xe rất là dày, dày bịch luôn. Chiếc xe chạy rất là ít cho nên là độ zin của nó còn rất là cao. Nhưng là máy số của xe là vẫn còn nguyên bản nguyên zin, chưa bổ nhá các bác nhá. Máy và số của xe là chưa bổ, chưa động chạm đến khu vực máy. Đây phần nội thất đây ạ. Nội thất của xe được thiết kế là màu đen, bên ngoài là màu lâu hồng các bác nhá. Đây quang xem này, con bu lông rồi. Nhưng con eco ốc vít của xe nó vẫn còn là như vậy. Đây. Máy của xe rất là đẹp, rất là sáng nhá. Hiện tại thì em đã quay sơ sơ một chút để các bác cảm nhận về chiếc xe Honda City này với em. Và tới đây thì em nổ máy lên luôn cho các bác nhìn thấy tiếng máy này. Đấy, máy nổ rồi nhá. Đấy, xe chạy chưa tới 10 vạn nhá. Đấy, xe chạy chưa tới 10 vạn luôn. Đây con thấy này, chiếc xe chạy quá ít, quá ít là so với đời. Quá ít là so với đời. Lại được cái biển Hà Nội nữa, cho nên là rất là giá trị đúng không ạ? Máy thì cũng đã lổ rồi đấy ạ. Em quay các bác xem phần cục máy trước nhé. Máy thì em chưa rửa, chưa vệ sinh, chưa làm gì đến máy cả, để nguyên bẩn luôn. Để bẩn luôn nhé, tại em làm số carbon. Đây, động cơ khoang máy của chiếc xe này ạ. Máy của xe rất là gọn gàng, rất gọn gàng luôn. Đây các bác thấy đây, da máy của xe rất là sáng nhá. Tất cả những con bu lông eco vít của xe này rất là sáng này, và vẫn còn chấm sơn. Đây, có chấm sơn xanh rồi vàng này, xanh đỏ tím vàng. Đây có thấy đây, vẫn còn nguyên màu sơn luôn này. Máy hiện tại đang nổ các bác nhá. Đây các bác thấy đây, vẫn còn nguyên màu sơn luôn này. Hiện tại thì em vẫn để máy bẩn nguyên, chưa đi rửa máy. Em muốn để như vậy cho nó được nguyên bản, cho nó được thực tế, cho nó được mộc mạc đúng không ạ? Và đây là phần cabo của chiếc xe. Tem mác của xe nó vẫn đầy đủ nhá. Chiếc xe keo chỉ phần đầu cho đến xung quanh xe là không mất một phân. Và xe thì cam kết cho các bác luôn, không bị đâm đụng, không bị va chạm và không bị ngập nước gì đúng không nhá. Đây phần đầu của xe đây, phần máy của xe đây. Tất cả phần đầu xe nguyên vẹn hết đây. Hơi bẩn một chút thôi vì chiếc xe mới về bên em chưa làm gì nhá. Cho ra quay để các bác nhìn mình xem về xe luôn. Đây tại vì là trong đợt này thấy rất là nhiều bác hỏi về dòng xe Honda City cho nên là em gấp rút và quay lại một video chi tiết để các bác nhìn mình ngắm về mẫu xe này. Các bác đúng chân hãy xem thật kỹ, xem hết video cho em để được cảm nhận, xem từ đầu video đến cuối video nhá. Em sẽ quay làm sao chi tiết nhất để các bác cảm nhận về chiếc xe này. Đấy, với lớp sơn của xe rất là bóng đẹp. Đấy, các bác thấy đây, phần đầu này. Phần đầu thiết kế ra đây, các bác thấy này. Từ phần đèn cho đến phần mặt ca lăng, đúng không ạ? Đến phần cụm đầu xe. La răng thì về mình có thể lên đấy. Đấy, về mình có thể lên bộ la răng. Mất tầm khoảng 4-5 triệu thôi, 4 triệu thôi. Đấy. Khả năng là trời sắp tối, em sẽ quay phần nội thất bên trong trước để các bác mình xem trước đi.
quay vào nội thất trước nhá. Thực ra là chiếc xe còn zin và mới chạy được có mấy vạn, chưa chạy được 10 vạn, cho nên là để nói thì không cần phải trả nhiều, đúng không ạ? Điều quan trọng là các bác nhà mình cứ biết rằng đây là một chiếc xe không có lỗi, một chiếc xe chạy chưa tới 10 vạn, thế là được. Đấy. Còn thì tất nhiên thì mình cũng phải nhìn vào mắt thực tế, đúng không ạ? Thì mới biết được. Thì xong ngay, bây giờ em sẽ quay các bác nhà mình xem chi tiết nhá. Chuyển sang đây, những chuyển động trên thế giới. Phần nội thất của xe thì rất là tươi và rất là sáng rồi. Rất là tươi rồi. Đấy, chỗ này là nguyên đi nguyên zin là nỉ nhá. Nguyên zin là nỉ. Đấy, chỗ này là phần nhựa này. Đây, tiếp tục ạ. Đi sâu vào bên trong nội thất nhá. Ghế da xịn. Vẫn còn đẹp. Đấy. Không bị sờn rách tí nào. Không bị sờn rách tí nào luôn. Để con thấy đây. Đấy, vô lăng này, vô lăng của xe nhá, cũng không bị mòn nhá. Đấy, vô lăng của xe không bị mòn, vô lăng ba chấu của chú khí nào mà rõ vô lăng. Đấy, logo của xe là vẫn còn nguyên này, không bị bạc màu. Đấy, phần tóc của xe đây, các bác xem nhá. Đấy, những cái gioăng này, đấy, những cái mép gioăng của xe này rất là phồng phao luôn này, rất là phồng phao luôn nhá. Máy thì em vẫn để lổ đấy ạ, vẫn để lổ luôn rồi. Đây, khu vực lộ thất tắp lô của chiếc xe. Theo tạp chí Tham, không chỉ là chiếc xe bản số sàn nhá. Bản số sàn máy 106 này thì mức tiêu thụ nhiên liệu của xe rất hấp dẫn luôn. Tầm khoảng 5 đến 6 lít trên 100 km thôi các bác nhá. Đấy, rất hấp dẫn. 5 6 lít tùy theo cung đường mà các bác nhà mình chạy. Đây, các bác tiếp tục ngắm về chiếc xe. Em sẽ quay xung quanh phần nội thất. Xung quanh phần nội thất đấy ạ. Đấy, keo chỉ đây. Các bác xem video mình rảnh thì nhấn thêm một lần like nhá. Nhấn thêm một lần like và một lần đăng ký, một lần like, một lần đăng ký và ấn thêm hình quả chuông bên cạnh. Nhất là để ủng hộ video và cũng là một cách để giúp các bác mình tiếp cận đến những chiếc xe, những cái video bên em được tốt hơn, được sớm hơn. Đây, đây khu vực lộ thất bên trong đây. Những cái gioăng cửa, gioăng khung của xe là không bị sờn, không bị rách tí nào luôn nhá. À, trời sắp tối rồi cho nên em cũng sẽ làm sao quay nhanh mà vẫn đầy đủ để các bác nhà mình ngắm. Nhanh mà vẫn đầy đủ luôn để cho các bác nhà mình ngắm về chiếc xe, cảm nhận về chiếc xe. Nếu mà các bác mà đang đúng chân mẫu này rồi thì các bác xem thật kỹ, xem hết video cho em, từ đầu đến video đến cuối video. Đấy. Và có thắc mắc gì, cần biết thêm thông tin gì, các bác nhà mình gọi điện cho bên em. Số điện thoại em sẽ ghi vào đây để các bác mình tiện bấm nhá. Lô Hà Nội trưa nay nằm trong ngưỡng ô nhiễm nặng. Các chuyên gia y tế khuyến cáo đấy, mức độ ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Hiện tại đang ngắm về cái phần vách cửa của chiếc xe. Trên cả nước đêm nay và ngày mai, phần vách cửa chiều mây mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều mai giảm mây trời nắng. Riêng tại khu vực thủ đô Hà Nội đêm nay nhiều mây nhưng không có mưa, trời rét. Nhiệt độ về đêm ở Bắc Bộ nói chung, trong đó có khu vực thủ đô Hà Nội nói riêng còn khoảng 16 đến 19. Mời các bác đến xem xe trực tiếp nhá. Còn các bác ở xa, ở trong miền Nam, trong miền Trung và đang quan tâm đến những cái mẫu xe mà hiện tại bên em đang có, đang bán thì các bác nhà mình hoàn toàn yên tâm rằng mua, bán hết sức là đơn giản thôi. Bên em hỗ trợ vận chuyển và rút giấy tờ để các bác mình về ra tên là bất cứ ở tỉnh nào các bác nhá, bất cứ tỉnh nào luôn, bất cứ tỉnh nào, miền Trung, miền Nam. Bên em bán ở trong miền Nam rất là nhiều, gần như là ngày nào cũng bán 1 đến 2 chiếc vào trong miền Nam luôn. Cho nên các bác nhìn mình yên tâm. Đây, các bác thấy đây bên vách cửa này. Đấy. Đấy, các bác cùng đón xem hết video nhé. Chiếc xe này chưa có màn hình nhưng mà các bác nhà mình có thể lên một cái màn hình Android cho em, màn hình cỡ lớn cho em và đặt đúng ở vị trí này và nó có khuôn vừa vặn luôn nhá, có khuôn vặn luôn.
Và màn hình này thì bên em sẽ bao lắp cho cô bác nhà mình với cái giá là hơn 3 triệu. Hơn 3 triệu sẽ có màn hình và có camera luôn, có cả cam tiến luôn các bác nhá. Đây chỉ với mức độ tầm tiền đấy thôi. Đối với chiếc xe Honda City này, màn hình rất là rẻ luôn. Bên em không nguồn nhập cho nên là rất là rẻ mà vẫn đảm bảo về chất lượng các bác nhá. Đầy đủ chức năng và cảm ứng rất là nhạy. Đấy là màn hình. Đây cốp đồ đây. Điều hòa của xe rất là mát, dùng tốt hai chiều nóng lạnh các bác nhá. Nóng lạnh dùng tốt luôn. Đây củ số này, đây củ số vô lăng của xe này. Các bác có thể thấy này, không bị mòn luôn. Đây không bị mòn nhá. Chìa khóa vẫn là nguyên zin nguyên nỉ, nguyên zin theo xe. Đây trần đây ạ. Em quay gần một chút để các bác xem phần trần nhá. Trần lý nguyên bản coi nhá. Vẫn còn rất là sáng, rất là căng đúng không ạ? Phần nội thất. Đấy, phần nội thất, phần máy thì em cũng đã quay xong rồi. Thì bây giờ em mời các bác tiếp tục xem đến phần khác. Một cái phần cũng rất là quan trọng của chiếc xe. Đó là phần form dáng hình thức bên ngoài nhá. Form dáng hình thức bên ngoài đây. Đăng kiểm của xe thì rất là dài rồi. Đấy, kính thì cũng đã được bọc dán 3M, phim cách nhiệt là tốt các bác nhá. Đấy. Những cái phần gioăng ở phần chân kính này, gioăng chân kính này, những cái nẹp này. Đấy, những cái vị trí này các bác thấy đây. Đấy. Chỗ này là vẫn nguyên zin nhá, chưa từng làm lại nhá. Đấy, chưa từng làm lại nhá. Sơn si của xe thì rất là bóng rồi. Thân vỏ thì cam kết cho bác luôn là không bị đâm đụng va quệt. Đấy. Cỏ xung quanh thì nó sẽ tiêu loang quang như này này. Tiêu loang quang như này nhá. Đây đúng không? Vâng. Đây, tiếp tục ạ. Kể cả như là quệt cũng không có ở trên chiếc xe này nhá. Tất nhiên là quệt xúc sát thì có nhưng mà quệt để mà móp méo cũng không có ở trên mẫu xe này luôn. Các bác có thể là đến xem xe và có thể là mình dẫn thợ bao test các kiểu toàn quốc luôn các bác nhá. Đối với mẫu xe này bên em bao test các kiểu luôn, kể cả như là test hãng hay là mình test thợ, bất kỳ hình thức nào bên em cũng đều hỗ trợ cho các bác nhà mình để các bác nhà mình yên tâm khi quyết định mua chiếc xe này nhá. Một chiếc xe đời cao và có thể là làm trả góp được các bác. Nếu mình làm trả góp thì trong tháng này là ok nhá. Bây giờ mới là đến bây giờ mới là mùng mười mấy tháng 12 thôi đúng không ạ? Nếu mà sang năm thì cũng hơi khó làm trả góp đối với mẫu xe này, tại vì từ 2013 trở lên, có nghĩa là xe sử dụng được 7 năm thì làm mình làm trả góp nó dễ hơn nhá. Và sang năm thì nó thành 8 năm rồi đúng không ạ? Các bác hãy nhanh tay và chốt sớm mẫu xe này cho em để có cơ hội làm trả góp và để sử dụng, để có cơ hội sử dụng một chiếc xe đẹp. Giá thì cũng rất hợp lý luôn, tầm loanh quanh 300 triệu thì các bác có thể là mình mua được cái mẫu này về dùng đây này. Đây các bác nhá. Đây. Tiến sẽ quay phần gầm để các bác mình ngắm sau. Quay các bác xem phần ngoài trước đã. Đây, kính của xe là cũng không bị xước sát gì cả. Trên mẫu này thì các bác mình về mình độ thêm đồ chơi thôi. Độ thêm đồ chơi và mình vệ sinh sạch sẽ, chứ còn thì không phải làm gì thêm đâu ạ. Cái lắp này thì nó mới rơi đây nhá. Em sẽ cho cái lắp này vào sau. Cái lắp này nó bị rơi ra. Cái chỗ này là cái khu vực để móc lối. Đấy, khi kéo nhau, lúc nào cần thiết sẽ là mang ra kéo nhau nhá. Đấy, xe nọ kéo xe kia đấy ạ. Đấy. Em rất kết cái khu vực phần đầu của cái mẫu xe này. Nhìn chiếc xe phần đầu được thiết kế ra như là những cái mẫu đời 2019-20, nhìn như là một số những mẫu xe chạy nước luôn đúng không ạ? Em cảm giác như là cũng giống như chiếc xe kiểu Honda Accord, cũng giống như là cái phần đầu của chiếc xe này. Lốp này, lốp của xe rất là dày này. Lốp rất là dày nhá. Máy vẫn đang nổ đấy ạ. Nếu mình mà đứng vị trí này mà chưa mở capo ra thì thậm chí là còn không nghe tiếng máy đúng không ạ? Thậm chí còn không nghe tiếng máy cơ. Như lúc nãy thì em dí sát vào thì các bác cũng chỉ nghe thấy hơi gọi là có tiếng máy nổ thôi, hơi thì thầm một chút thôi đúng không ạ?
và đây là phần nóc nhá, đây là phần nóc của xe. Bây giờ em quay gầm này, thêm một chút nữa có thể là em mở cả cốp ra quay các bác xem phần cốp luôn. Đây, đây gầm đây ạ. Cái tâm là không han gì mục ngọt gì nhá, không han gì mục ngọt gì đâu. Thời điểm này người đàn ông điều khiển xe máy biển số. Và đây là phần cốp đằng sau của mẫu xe này. Đấy, cốp rất là rộng. Cốp rất là rộng rãi thoải mái luôn. Đây. Kích lốp có thể đổ nhá. Hơi bẩn một chút. Những cái vị trí như này thì mình về mình vệ sinh đi, xe nó ok. Đây là phần gầm của xe nhá, tiếp tục phần gầm đấy ạ. Đấy, cua đốt đấy ạ. Đây là phần gầm nhá, phần gầm, phần cốp thì em cũng đã quay cho các bác em mình ngắm hết rồi, đúng không ạ? Gần như là không còn vị trí nào để quay nữa, các bác. Mình xem thêm cái vị trí nào của chiếc xe này thì hãy vào kết nối Zalo cho bên em nhé. Bên em sẽ gửi cho. Đấy. Kết nối để được trò chuyện trực tiếp, có thể là mình gọi video luôn. Gọi video luôn. Các bác nhà mình có thể là gọi video để xem về xe nhé. Đấy. Và đến xem xe trực tiếp tại địa chỉ cửa hàng bên em ở tại phố Nguyễn Thời Trung, gần chỗ bến xe Hải Tân và gần Cầu Cất, đối diện 166 Hồng Châu các bác nhé. Là sẽ tới cửa hàng bên em. Đấy. Rất nhiều xe, trên dưới 100 đầu xe, các loại từ 100 triệu tới 500-700 triệu. Rất là nhiều xe để các bác mình lựa chọn tham khảo. Rất nhiều ạ. Và bên em thì có chương trình đánh xe tới tận nhà, tới tận nhà các bác như mình luôn. Nếu mình bận không đến xem xe được thì bên em đánh xe tới tận nhà luôn nhá. Đấy. Rất đơn giản thôi. Những mẫu xe như này thì xăng cộ ăn rất là ít, cho nên là các bác nhà mình thì chỉ cần quanh quanh khu vực nhà em đấy. Chỉ cần nào gửi cho em vài trăm nghìn tiền xăng là bên em cũng đã đánh xe tới tận nhà các bác nhà mình rồi. Đôi khi là các bác nhà mình bận không đến xem xe được thì bên em sẽ có chương trình là như vậy để làm sao thuận tiện nhất cho cả hai bên, đúng không ạ? Một chiếc xe biển Hà Nội đấy, về Sài Gòn cũng rất là ok, không bị mất tiền biển, đúng không ạ? Đấy thì chiếc xe em cũng đã quay xong và cũng đã giới thiệu xong rồi. Đấy, các bác nhà mình đang có tầm tiền như vậy mà mua mẫu xe này về thì rất là ok luôn này. Cho nên là các bác hãy nhanh tay chốt sớm mẫu xe này cho em nhé. Một mẫu xe đẹp, mẫu xe không có lỗi, có thể là làm trả góp được luôn này. Và video em cũng đã quay xong và cũng đã giới thiệu xong. Hẹn lại các bác vào những video lần sau. Các bác hãy nhớ ủng hộ kênh bên em nhé.